10 điều răng của chủ nghĩa Satan đích thực. 1. Bạn sẽ yêu và ghét với cường độ như nhau. 2. Bạn phải yêu bản thân mình hơn tất cả. 3. Bạn sẽ yêu hàng xóm của mình như cách anh ấy yêu bạn. 4. Bạn sẽ biết chính mình. 5. Bạn sẽ luôn tìm cách cải thiện vật chất và tinh thần. 6. Bạn không được sử dụng tên của Satan cho mục đích không chính đáng. 7. Bạn sẽ tôn trọng và bảo vệ trẻ em và động vật. 8. Bạn sẽ sống từng giây như thể đó là lần cuối cùng của bạn. 9. Bạn sẽ đi theo con đường của mình nhưng bạn sẽ tôn trọng con đường của người khác. 10. Bạn sẽ cố gắng hết sức trong mọi việc bạn làm.